Em Bi ở sao? Em Bi bảo Y béo. Bi bảo Y béo à? Y nói lại đi em nào, Bi nói lại xem nào. Y xinh, Y thơm, Y không béo. Anh Bi ở sao rồi? Anh Bi ở thơm chưa? Thơm rồi mẹ. Ừ, thế có xinh chưa? Có béo nữa không? Không. Ừ, thế vừa lòng nhỉ? Bi bảo béo. Bảo béo. Bảo béo em à. Đây ai trong cái chuồng này kìa. Ý xinh, ý thơm, ý béo. À trời ơi, sao lại ý béo rồi? Lại ý béo rồi. Nói lại. Con bảo anh Bi nói lại đi nào. Anh Bi bảo nói lại. Ý xinh, ý không béo, ý thúi. Lại thối luôn. Lại thối luôn rồi, nói lại. Con bảo anh Bi nói lại. Anh Bi nói lại. Ý xinh, ý không béo, ý thơm, ý lùn. Không lại được, ý lùn nữa. Không được nói em thế, em cao nhỉ. Anh Bi bảo ý lùn nữa. Anh Bi hư nhỉ. Nào anh Bi nói lại đi. Ý cao, ý xinh, ý thơm, ý béo. Lại ý béo luôn. Lại ý béo luôn. Thôi bây giờ sao nói nghiêm túc. Thôi nói nghiêm túc đi cho em vui. Ý xinh, ý thơm, ý không béo. Ý cao 49. 49 luôn. Ok chưa? Okay, vừa lòng con chưa? Vừa lòng chưa? Rồi.